Hello, xin chào bạn. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận con HTTP đầu tiên. Các bạn click vào link dưới để mở Telegram nha. Đây là dự án con Aerobe, các bạn click vào Macau. Các bạn đăng nhập và các bạn nhấn vào sign up để đăng nhập. Các bạn đăng ký username, email và các bạn đặt password. Sau đó các bạn nhấn agree và nhấn vào captcha. Các bạn nhấn vào VS đặt cao. Các bạn nhấn tiếp vào sign. Ở đây các bạn điền mail và mật khẩu để đăng nhập. Ở đây có thể các bạn nhấn remember me cũng được, nhấn sign in vào. Đây là link ghép, các bạn có thể gửi link ghép cho bạn bè đăng ký để nhận token. Xe link dev các bạn nhận được 250 HTT cho mỗi dev. Tiếp theo các bạn vào drop form, drop balance. Đây là drop form. Các bạn điền địa chỉ ví Mai theo wallet vào. Bạn nào chưa biết cách tạo ví thì có thể xem video hướng dẫn mình để bên dưới là cách tạo ví. Các bạn nhấn vào Twitter, follow Twitter và retweet. Sau đó copy profile. Các bạn đầu tiên các bạn follow. Sau đó các bạn retweet trực tiếp. Nhấn profile, các bạn copy link profile và dán link profile vào. Tiếp theo các bạn join vào Telegram. Open web. Các bạn nhấn join. Sau đó các bạn vào setting copy username. Các bạn dán vào. Ở đây các bạn cũng join Telegram channel của nó. Nhấn join. Sau đó các bạn cũng báo lại username Telegram và nhấn send. Như vậy là mình đã hoàn tất việc đăng ký nhận HTTP. Các bạn chờ con phát thôi. Các bạn tuyển ghép thì gửi link ghép cho bạn bè đăng ký. Mình xin kết thúc video hướng dẫn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.